Mình đã đủ trung thực về những lựa chọn sinh tử của mẹ chưa? Thật ra thì tôi không trung thực lắm. Có những lúc tôi muốn mẹ cố gắng thì sẽ nói lời động viên: mẹ cố lên, khỏe rồi con dắt mẹ đi chơi. Mẹ đừng rên nữa, mình im lặng thì mới khỏe được. Mẹ nghĩ về vùng trời đẹp đi mẹ, mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi biết mẹ đau lắm, nỗi đau dằn vặt mỗi giờ mỗi ngày. Đó là những đêm không ngủ, là những lúc huyết áp lên cao, là lúc đường lên, là những lần hạ đường ướt đẫm mồ hôi, là những đêm oxy thoi thóp 70-80. Nhưng tôi vẫn cố và cho mẹ một hy vọng tốt hơn. Tôi cứ xoay vòng như vậy hơn 3 tháng, chỉ để dám đối diện với mẹ, nói với mẹ rằng mẹ đang rất yếu. Mà nhiều khi nghĩ lại, có thể mẹ biết mình đang như thế nào, mẹ biết hơn là tôi hiểu mẹ. Nhưng chắc mẹ cố vì một đứa con gái như tôi. Thương mẹ.